Sport Abdullah. Công Phượng dứt điểm. À! Đây là điều mà rất nhiều người trông chờ, trong đó có cả bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng. Cuối cùng thì Công Phượng đã có được bàn thắng cho riêng mình và rất nhiều người đang chúc mừng số 10 bên phía U23 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Công Phượng. Xử lý tự tin đổi hướng và thực hiện cú sút bằng chân trái hiểm hóc. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam, và trong 3 bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam có 2 bàn để lại dấu giày của Công Phượng. Rất kỹ thuật. Đây là tố chất chúng ta đã được thấy từ lâu từ Công Phượng. Pha phối hợp nhanh của U19 Việt Nam. Công Phượng. Công Phượng. Trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tiếp phần. Đúng là một tiếp phần của đội trưởng áo số 10 bên phía U19 Việt Nam. Bàn thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này, và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn là đội phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10 nếu như huấn luyện viên Jürgen Klinsmann đặt mình ở vị trí của một người thầy. Bàn thắng để đời của Công Phượng. Jürgen Klinsmann rất hiểu khả năng của học trò, và vừa rồi thì ông đã có một màn ăn mừng bùng nổ giống hệt như hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình cũng như là hàng triệu khán giả Việt Nam đang theo dõi trận này. Tranh chấp tốt và được cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng! Công Phượng! Phía trong là Huy Hùng. Công Phượng! Đây rồi! Công Phượng! Công Phượng! Tất cả đã đứng dậy để chờ màn ăn mừng rồi. Pha đi bóng là quá hay nhưng thật sự là tiếc đuối với Công Phượng ở trong tình huống dứt điểm cuối cùng, khi mà toàn bộ hệ thống phòng ngự và cả thủ môn Fakengas của đội tuyển Philippines đã bị đánh bại. Công Phượng có lẽ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong một pha bóng mà người truyền là Huy Hùng. Pha xử lý sở trường của Công Phượng. Khi hậu vệ đối phương đã mất thể lực thì Công Phượng qua hết hậu vệ rồi tới thủ môn đối phương, nhưng cú sửa bóng cuối cùng lại không chính xác. Quá đáng tiếc. Công Phượng hoàn toàn có thể làm khổ sở các hậu vệ bên phía đội tuyển Philippines. Công Phượng! Người tuyệt vời của một huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ thì Công Phượng đã ghi bàn, điều mà anh không thể làm được ở trong trận đấu lần đi. Nhưng bây giờ thì tất cả những cầu thủ ở giữa sân, cổ động viên trên khán đài đã hòa làm một trong một bản hòa ca chiến thắng. Một bản hòa ca thật sự là xúc động và nghẹn ngào và thật tự hào của đội tuyển Việt Nam. Vâng, một tỷ số khiến cho huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới Sven-Goran Eriksson sẽ phải tâm phục khẩu phục trước khi trận đấu diễn ra. Ông Sven-Goran Eriksson tuyên bố là đội tuyển Philippines sẽ ghi ít nhất là 2 bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ khi trận đấu đã là phút thứ 87 rồi thì đội tuyển Philippines của ông lại đang bị thủng lưới 2 bàn. Một cú sút chân trái ở góc hẹp rất tốt của Công Phượng. Anh cũng đã có được 3 bàn thắng giống như Quang Hải và anh Đức ở giải năm nay. Đội tuyển Việt Nam đã có tổng tỷ số là 4-1 sau 2 lượt trận. Và chúng ta sẽ đi Kuala Lumpur để đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Đại diện Việt Nam cũng sẽ dành phần thưởng là số tiền 200 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam để khích lệ và động viên cho các thành viên đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Công Phượng. Phía trong là Phan Văn Đức và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá phải đối mặt với một tình huống đá phạt góc.
đó cũng là một mềm mại của Công Phượng. Đó cũng là một tình huống phối hợp nhóm tốt của đội tuyển Việt Nam, điều tạo ra một hình ảnh khác ngày hôm nay. Pha chạm bóng của Tiến Dũng, Công Phượng, Công Phượng bứt tốc, vẫn là Công Phượng, vẫn là Công Phượng, Công Phượng, cú đá. Thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm cũng như khả năng xử lý cá nhân tốt của Công Phượng là rất cần thiết. Dù không tạo ra một cú dứt điểm đi đúng khung thành đối phương, nhưng Công Phượng xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay. Quang Hải không hề có lỗi biệt vị, nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang. Trong tình huống này đó là Công Phượng thì trọng tài biên không hề phân cờ, nhưng đúng là trong tình huống này thì Công Phượng đã rơi vào thế việt vị. Người để ngăn chặn pha đi bóng của Rich Sudoan, cơ hội phản công, Công Phượng, cú lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng, vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida, Công Phượng thật tuyệt vời cho pha đi bóng của số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng, mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng và biến tất cả các cầu thủ Nhật Bản dường như là khán giả bất đắc dĩ để chứng kiến pha đi bóng tuyệt vời. Kìa Công Phượng, đó là Công Phượng rất khôn ngoan, một nỗ lực tuyệt vời của Công Phượng. Công Phượng, Công Phượng, thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Khoảng trống là rất lớn phía trước khung thành của Công Phượng, và cái cách mà Công Phượng xoay sở để loại bỏ Yoshida cũng là rất tuyệt vời rồi. Asashi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định dốc bóng, tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Phượng quá người, tiếp tục đột phá, lại là quá người, vẫn còn không được. Rất tiếc cho cú chạm bóng cuối cùng của Công Phượng, trước đó là hai pha bứt phá có thể nói là xuất sắc. Công Phượng đột phá vào trong và Trọng Hoàng cắt từ cánh phải vào, đó là một miếng rất bất ngờ của đội Việt Nam. Những vị trí còn lại là nhiệm vụ lôi kéo, và Trọng Hoàng bất ngờ cắt vào từ bên phải. Chúng ta đã theo dõi một cách có thể nói là cực kỳ chăm chú những diễn biến đi cùng với Công Phượng kể từ khi cầu thủ này chuyển sang chơi ở giải vô địch Bỉ. Và khoảnh khắc vừa rồi là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta có thể gợi lại được rất nhiều những gì hay nhất của Công Phượng. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng lại là một lựa chọn có thể nói là hơi khó của Công Phượng. Với David Luiz, bắt tốc độ, Công Phượng hùng dũng đang ở phía trong, rất hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng, vẫn còn không bị vị, cú sút quả đóng nhanh. Rất tiếc nếu như ở tình huống vừa rồi Công Phượng quyết định sút bóng. Vâng, chúng tôi nói nếu và tiếc cho anh thôi, chứ trong bóng đá thì không thể nói trước chuyện gì được. Đoàn Văn Hậu, Công Phượng không được. Công Phượng pha phối hợp, Hoàng Đức đang ở giữa. Sút bóng không vào, suýt nữa tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng vẫn còn,
Cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng rất hay. Ba con mười của Công Phượng. Công Phượng vào rồi, 1-0. Pha xử lý của một ngôi sao. Có khá nhiều những đồng đội di chuyển ở hai bên cánh, nhưng Công Phượng đã không chuyển và quyết định đột phá. Ở tình huống đột phá trung lộ thứ hai kể từ đầu trận, Công Phượng đã chiến thắng được thủ môn Kyojifio. Một phần thắng rất quan trọng để giải tỏa tâm lý. Thông Duy được đưa vào sân để chơi vị trí tiền vệ, và đó là một cách điều chỉnh để tăng cường độ dày ở khung giữa sân. Bây giờ là Công Phượng đột phá. Tại sao không phải là tình huống phạm lỗi? Tiếng còi có lẽ cũng đã được cất lên. Pansa là người phải nhận thẻ với tình huống tranh chấp có thể nói là rất nguy hiểm đối với Công Phượng. Một pha phạm lỗi vô cùng nguy hiểm. Đó là tình huống mà nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Trên sân lúc này đang có mưa. Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Dứt điểm. Công Phượng, Công Phượng. Một bàn thắng giống như khi anh Quế đã bắt pha xử lý và dứt điểm của Công Phượng. Gần tương tự với bàn thắng mà anh đã ghi được vào lưới của Timor Leste. Sau khi để cho đối thủ vươn lên dẫn bàn từ một tình huống sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Công Phượng rất tích cực. Tiếp tục là Công Phượng. Đường chuyền dành cho Văn Toàn. Trình bóng. Dứt điểm. Rất tinh đâu. Đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội. Một pha bóng không dễ gì có được. Pha phối hợp của hai người bạn thân, Công Phượng và Văn Toàn. Đã có tiểu xảo nhất định từ Thiraton và ở thời điểm cuối trận khi mà sức đã xuống thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức dướn của Văn Toàn.